Rồi, hello, xin chào mừng anh chị em. Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với channel Mừng In Minh Khuê. Hôm nay tôi xin gửi tới anh chị em video về em máy huyền thoại. Đó là em Canon 2009. Hình dáng em nó đây. Rồi, chúng ta cùng xem nhé. Tôi bật lên đây, lên nguồn và im re. Để tôi cắm cái cáp USB vào xem là em nó bị lỗi gì nha. Đó, ra một lệnh in xem nào. Control panel này. Thiết vào máy in này. Đây rồi, copy 4. Đây. Tôi ra một máy in đây nha. Máy báo kẹt giấy. Rồi. Không khởi động và báo kẹt giấy. Tháo ra này, bẻ gập cái này lại nhé. Mica ra này, bỏ cái ra này, xem học xem nào. Không có giấy nha anh em, không có giấy. Đây, tôi bỏ cái này ra, không có giấy này. Đây, thứ nhất này. Không có giấy ở bên trong là thứ nhất. Thứ hai là khay giấy nó bị lâng lên. Trường hợp này tôi sợ là gì nhỉ? Tôi sợ là khách hàng rất ngược giấy anh em ạ. Rồi, chúng ta cùng tháo nhé. Đây là đã tháo mất hai ốc đây rồi này. Đây, chúng ta tháo cái kéo mực để ra này. Rồi. Rồi, đằng sau đít cũng bị tháo ốc rồi nha anh em. Công cụ để anh em chúng ta làm cái vít này, kim này, cái vít hai cạnh này. Tiếp đây này.
Trước hết nhé, nó bị tình trạng như vừa nãy đấy. Anh em kiểm tra đầu tiên cho tôi này, kiểm tra hai con sensor này. Đó. Còn bên này thì còn này. Đó. Nhưng mà bên này anh em nhìn này, đó. Đây không có này. Đó. Đây. Anh em nhìn này. Đó. Tụt xuống mãi dưới đây này. Cái này anh em phải kiểm tra cho tôi này, đây này, cái trục của nó này. Trục của nó mà bị tình trạng như này anh em nhìn này, nó tỉ sát vào cái cạnh này này, thì chắc chắn điều là cái này khách hàng giật mạnh tay quá là nó bị bung lên này. Đó. Rồi đã xong. Đó. Đây này anh em nhìn này. Đó. Bây giờ tôi cắm vào tôi thử nhá, ra là tôi sẽ cắm vào máy nó sẽ chạy bình thường. Đó, đúng không? Máy chạy bình thường nhá. Bây giờ tôi in in thử xem là có lỗi gì không. Đó, sau đó thì anh em chúng ta quay ra bảo dưỡng, bảo trì bảo dưỡng. Còn đây hôm qua hôm trước là có một video là làm về con máy 402 mà bị cái tình trạng là không rút được hồn mực ra đấy anh em. Thì con đấy là khi mà mình tháo ra đấy, mình lắp cái đấy vào là nó rút hồn mực được dễ dàng rồi, nhưng mà lại bị một cái lỗi đó là chập chờn, cáo áp nó chập chờn. Đây em đấy là đang nằm ở đây này, cho nên là mình cũng chưa xử lý em đấy, đã mang máy khác cho khách hàng mượn rồi, cho nên em đấy tạm thời dỗi không nhận mới in nữa. Tôi phải khởi động lại máy tính xem là bị sao anh em ạ. Hiện tại nó đang này, như như có một video tôi đã trao đổi với anh em đấy là nếu mà không thấy báo kẹt giấy, báo kẹt giấy mà không thấy giấy thì anh em để ý cho tôi cái sensor này, hai con này là một này, với lại thêm một cái nữa là đây con sensor đây mình tháo ra. Tắt máy đi cho nó đấy.
Đây này. Anh em để ý này, con sensor này này, nếu mà nó cứ như thế này nó không nhả về được, nó cũng sẽ báo cái giấy. Thì anh em để ý hai cái sensor này là vào giấy này. Đây là hai con trên này là hai con da giấy này. Đây, con này là con sensor nhận mực này. Đấy. Anh bạn này là cũng đang bị mòn mòn bạc ép này. Máy tính của tôi đã khởi động lại xong. Và tôi lắp thử vào. Máy hơi lâu. Rồi, tôi in thử nhá. Đây rồi. Màn hình thì tương đối đẹp nhưng mà bị kéo giấy lên, bị kẹt giấy. Rồi anh em chúng ta xử lý nhá, xử lý cái phần giấy. Rồi chúng ta tắt máy đi để tháo cụm sấy nhá. Đấy thì cũng khá nhiều video rồi đúng không anh em? À, tôi cũng quay khá nhiều video về máy 2009 rồi. Tháo cụm sấy thì đây anh em chỉ cần có 1, 2, 3, 3 cái con ốc này ra là xong. Không mở cái nhạc được, mở cái nhạc thì lại dính bản quyền, không up lên cho anh em xem thì nó lại báo lỗi vi phạm bản quyền. Ngồi làm khuya thì buồn ngủ không thế chứ. Đây anh em gỡ cái dây này ra của tôi này. Đây, một dây nguồn sấy này. Ở đây tôi chỉ nhổ ba cái dây thôi, chứ tôi không nhổ hết. Đó, chỉ nhổ thế thôi. Còn lại một dây để nguyên. Anh em cứ nhổ hết cả 4 dây cũng được, chả sao. Lúc chẳng qua là khi mà mình nắp vào thì mình đã mất một công đoạn để mình nắp cái đấy lại thôi. Đó.
Chứ thật anh em ạ, con máy này là mòn hết đấy thôi. Mòn hết đây. Mòn hết bạc ép rồi. Chỉ cho anh em cái cách để mà vệ sinh cái hộp gương luôn. Vệ sinh hộp gương thì anh em tháo cái mặt chiếc này ra cho tôi. Chúng ta cùng xử lý cái sấy trước nhé. Sấy cũng có dấu hiệu mòn rồi nhưng mà chưa cần phải thay. Cố gắng tiết kiệm, tận dụng cho khách hàng. Đây. Đây này nha. Mòn nguyên một cái khoảng này bởi vì khách hàng in alum nhiều. Mòn nó hằn cả lên trên cái bảng ép anh em. Khô hết dầu sấy anh. Mỡ nhiệt là khô hết rồi. Sạch đi. Sau đó cho mỡ vào. Đã xong. Còn đây cái bảng ép này cũng mòn rồi. Khách mang tới chiều qua. Rồi mình không có nhà khách này. Hẹn có nhà là có nhà khách mình. Mang con máy này về thì khách thủ thỉ rồi. Cố gắng tiết kiệm cho anh. Cái nào tận dụng được thì cố gắng tận dụng. Khổ vậy đấy anh em ạ.
Đứng em bên này. Rồi, xong rồi. Là chúng ta lắp cái ốp ốp trên của sấy vào. Tôi cố gắng làm xong con này. Bây giờ quay cái này xong và sửa xong cái phần sấy thì tôi sẽ chỉ cho anh em một cách để anh em tháo cái hộp gương ra vệ sinh. Em này nó thông dụng cho nên là nhiều 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 gia đình, nhà riêng cũng như là doanh nghiệp họ dùng, nên là anh em có thấy mà nó có ý nghĩa thì xin anh em một một chia sẻ để cho khách hàng đối tác cũng như là anh em bạn bè chúng ta mà có sử dụng cái dòng máy này thì gặp những cái lỗi nó cơ bản như vậy thì chúng ta cứ thế mà chúng ta giải quyết thôi. Đến cắm cáp ra là rồi. Đây là phần xong phần sấy nhé. Nếu anh em muốn tháo cái phần gương thì đây, như tôi quen thì tôi cầm tay là tôi bẫy ra cũng được này. Đó, tiếp đến đây có cái cá dưới này, anh em cạy nó ra này. Nếu anh em không quen anh em phải dùng tô vít. Tôi biết hai cạnh.
sau khi cạy ra được nhé. Anh em tháo cho tôi đây, 1 2 3 4, 4 con ốc về ra. Cứng đầu cứng cổ không chịu ra nữa. Sau khi tháo, sau khi anh em tháo được bốn con ốc này ra nhé, anh em lật ngược lên cho tôi này, anh em nhìn được góc này, nó có hai cái ngoàm, hai cái cá ngoàm của anh em đẩy mạnh nó ra là được. Đây đó chính là cái này này. Đó. Anh em chọc vào đẩy mạnh vào đây là ra là được rồi. Đó, tiếp đến anh em tháo cái vỉ ECU này. Đó, đây lựa nhiều cái cáp này anh em phải lựa nhé, không là anh em Minh Khuê nhà tôi là các bạn kỹ thuật là có nhiều bạn cũng như là nhiều anh em, tôi nghĩ là rất nhiều anh em gặp tình trạng là cắm và nó bị tòe cái đầu cáp này. Đây. Đó, ra. Rồi, đó, tiếp theo đây. Anh em nhập nhập cái cáp đây, cáp xuống một tơi gương. Đó, nếu mà anh em không muốn tháo cái hộp gương ra thì anh em chỉ cần đây, một cá, hai cá, ba, bốn, cạy cho tôi bốn cái cá này ra. Đây cái này là đã bị tháo mất cái ốc ra rồi nha anh em. Đó. Anh em tháo cái cá ra đây, sau anh em lau cái phần gương này đi. Thực ra anh em nào thì cũng thấy, còn tôi là tôi vẫn cứ khoái cái bộ môn là tôi tháo tung nó ra như này, tháo hẳn nó ra. Anh em nếu mà anh em tháo hẳn như tôi đang làm đấy là nó mình vệ sinh nó sẽ sạch hơn, và mình vệ sinh cho cả cái đế của cái hộp gương luôn. Tùy anh em. Đây. Cái này anh em có thể dùng bông tăm nhé. Đây, anh em nhắc hộp gương này này. Anh em có thể dùng bông tăm lau cái vệ sinh cái mặt này. Đây, anh em nhìn này, bụi bẩn. Túi bông tăm này dùng cả năm không hết. Đây nha. Rồi bật.
Thì bên anh em đo cái phần cái cạnh là cái cạnh này. Nếu anh em tháo nó ra được này, anh em làm này nó sẽ dễ hơn. Dễ hơn là việc anh em cứ để ở trên trên máy. Đó, đúng rồi. Sau đó chúng ta lắp lại nhé. À. Sau đó chúng ta cắm cái rác này vào nhé. Không cắm vào là tí nữa là nó quay cho tít mù luôn. À hôm trước có một anh ấy cũng có gọi điện cũng hỏi tôi là tình trạng là cái máy này này đó. Cắm vào là nó quay thôi rồi luôn, nó rít đi khủng khiếp luôn đấy. Cái hạt đấy cũng là một là có thể là do cái gương nó bị hỏng hỏng do cái lỗi nó không 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 đọc được ấy, nghĩa là như mình gọi là nó không có điểm đầu điểm cuối, nó không có điểm dừng ấy, nó chạy như vậy đến chắc là tầm vài phút đấy thì nó dừng, còn có nhiều con là nó cứ chạy chạy miết như vậy nóng thì nó mới dừng. Đó, anh em cắm vào. Cắm cái cáp này nhá, cắm cái cáp này anh em tính mắt anh em để ý cắm khéo nhé, không là nó test hết cái đầu. Rồi. Tiếp theo là anh em lắp cái này vào nhé. Xưa là ở đây mỗi một cái đây nó còn có một cái cò và cái lắp che gương, nhưng bây giờ gần như là họ để sản xuất họ làm tinh gọn hết rồi đó.
Xem bây giờ anh em lắp cái này vào. Nói chung là thông thường là anh em thay một cái lụa thì nó chỉ tầm nhanh thôi, những cái lụa này thay chỉ có tháo không thì nó chỉ vài phút là nó đã xong rồi. Tiếp theo là anh bạn này. Gãy rồi không, không ốp để giữ một em cái nhạc. Đây là chúng ta dựng em này lên để kiểm tra cái dưa lè tách giấy nhá. Vì vừa mới nãy là có một đoạn là bạn ấy đá giấy hai phát liền vào đầu tiên ấy. Sau đó là bạn ấy bị kẹt. Đây đúng rồi nha anh em. Đây anh em nhìn này. Mủn hết rồi. Đây, tôi sẽ cắt cái băng dính này và tôi dán lên đây thôi. Làm cái nữa cho nó chắc. Rồi.
Chào các bạn. Có dấu hiệu ốm rồi. Cũng cảm ơn anh chị em nào mà đến vẫn còn xem video của tôi đến phút này. Đây là toàn bộ quá trình video này, là toàn bộ quá trình những cái lỗi mà chúng ta thường hay gặp, đó là sấy này, gương này và dư le tách giấy. Đó là phần máy là tôi đều có trong cái video này. Rồi, đã xong. Đóng lắp lại. Rồi, đến giờ phút này là cảm ơn anh chị em rất nhiều vì đã dành thời gian để xem video này. Video này là tổng hợp sửa chữa 3 món, đó là củ sấy này, kinh gương này và quả đào cuộn giấy, dưa le tách giấy. Rồi, bây giờ đã xong rồi đúng không? Bây giờ chúng ta cùng tiến hành in thử nhé.